Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Luca chương 7 câu 11 đến 17. Khi ấy, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain. Có các môn đệ và một đám người rất đông cùng đi với người. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì kìa, người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có đám rất đông người trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người." Lời này được đồn ra trong khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Suy nghiệm: Thánh Luca là người duy nhất trong bốn thánh sử ghi lại trình thuật này. Người phụ nữ chồng chết, con trai cũng chết sớm. Thời đó, số phận người phụ nữ thật hết sức khó khăn, khi họ không còn chồng hay con trai để bảo vệ họ trước pháp luật. Đám đông bày tỏ sự thương cảm. Số đông dân thành đi đưa đám để chia sẻ nỗi đau với bà. Và chính Đức Giêsu chạnh lòng thương. Chúa cũng là con người đơn giản nhất, bình dân nhất giữa mọi người. Trước một đau khổ to lớn, Chúa đã cảm xúc. Chúa đã động lòng trắc ẩn. Giây phút này giúp ta chiêm ngưỡng mối xúc động đang làm trái tim Chúa thổn thức. Và lời Chúa phán với bà mẹ đau khổ này: "Bà đừng khóc nữa." Trước mọi người chết trên trái đất, Chúa vẫn luôn luôn biểu lộ những tình cảm như thế. Và ý định của Chúa luôn như nhất. Chúa muốn cho mọi người sống lại. Chúa muốn lau sạch nước mắt, bởi vì Chúa là sự sống lại. Bởi vì Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, không phải của kẻ chết. Cái chết của con người không phải là hết hay tận cùng, nhưng chỉ là cửa mở vào một cuộc sống mới, hay đúng hơn là áp chót trước lời tố cáo Thiên Chúa. Như người ta thường nói, nếu có một Thiên Chúa tốt lành thì sẽ không có những cái bất hạnh như thế. Ý định cuối cùng của Thiên Chúa trên mỗi người chúng ta là sự sống đời đời. Nhưng ta cần phải tin vào sự sống ấy. Sự sống lại trên đây, cho dù có quan trọng như một dấu lạ, thì mới chỉ là sự minh chứng, dấu chỉ cho một phần rất bé nhỏ về quyền năng của Đức Giêsu, về sự phục sinh của người. Nhờ sự phục sinh của chính mình, Đức Kitô sẽ mặc khải một sự sống hoàn toàn khác hẳn, một sự sống không bao giờ bị khuất phục bởi cái chết nữa, một sự sống hoàn toàn mới lạ, vượt trên mọi đau khổ của nhân loại. Mọi người, bạn bè, người thân, cha mẹ mà tôi chứng kiến chết trên giường bệnh, tất cả sẽ sống lại. Từ cuộc sống có hạn này, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin một cuộc sống muôn đời. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Người luôn luôn nghĩ đến mẹ của người. Vào một thời mà người phụ nữ bị bỏ rơi và khinh khi, thì Thánh Luca lại không bỏ qua một dịp nào có thể mà không đề cao giá trị người phụ nữ. Kinh ngạc nhưng vẫn tôn vinh. Tôi có biết sống tạ ơn như thế không? Thánh thể là một tác động tạ ơn vì sự sống phục sinh của Đức Kitô. Chính người đã cử hành bữa tiệc ly hôm trước ngày chịu chết trong lúc tạ ơn. Danh tiếng của Đức Giêsu đã vượt qua ranh giới đất Palestine. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật, Chúa là sự sống lại và là sự sống. Xin cho chúng con được sống lại